Lữ đoàn tăng thiết giáp 416 quân khu 9 phối hợp với sư đoàn 370 quân chủng phòng không không quân đã tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa, có một phần thực binh bắn đạn thật. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Tình huống giả định là một tiểu đoàn địch đang hành quân bị lực lượng địa phương trong khu vực phòng thủ của tỉnh An Giang chặn đánh, tiêu hao khoảng từ 25 đến 30% lực lượng và phương tiện, buộc địch phải tạm dừng, bố trí trận địa phòng ngự để chờ chi viện. Sau khi nắm chắc tình hình địch, Trung đoàn U Minh đã xin chi viện binh khí kỹ thuật của sư đoàn, quân khu và của bộ, đồng thời chỉ đạo cho tiểu đoàn bộ binh 303 tổ chức tiến công tiêu diệt địch. Sau gần một giờ nổ súng, ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, bắt sống và tiêu diệt toàn bộ lực lượng và phương tiện còn lại của tiểu đoàn địch. Trong tất cả các thời gian luyện tập của đời chiến sĩ, là cái diễn tập này là mới nhận biết được cái khả năng của từng chiến sĩ, tức là vô cùng cực khổ, nhưng mà vì cái khả năng và cái nhiệt huyết của từng chiến sĩ, của từng người thì chúng em quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tham gia diễn tập cùng với các đơn vị của quân khu 9 lần này còn có sư đoàn không quân 370 của quân chủng phòng không không quân. Tuy thời gian chuẩn bị ngắn, địa bàn huấn luyện mới, nhưng máy bay của sư đoàn đã tiêu diệt được các mục tiêu từ những loạt đạn đầu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, lãnh đạo chỉ huy trung đoàn tôi đã xác định tốt nhiệm vụ và đã triển khai các cái kế hoạch sắp xếp lực lượng tổ bay và nhân viên kỹ thuật bảo đảm cho hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên giao. Dù điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mưa kéo dài, cường độ huấn luyện cao, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được phân công đều cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quá trình thực hành diễn tập bắn đạn thật, công tác hiệp đồng giữa các đơn vị đảm bảo chặt chẽ, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Công tác chuẩn bị là cái là rất quan trọng. Chuẩn bị con người và chuẩn bị là cơ sở vật chất. Để làm sao để cho cán bộ, chiến sĩ chúng ta tin tưởng được cái vũ khí trang bị đó, và thực tế như chúng ta đã biết, tất cả các loại quả lực đó đều phát huy và đều bắn trúng hết tất cả các mục tiêu. Đánh giá chung là cuộc diễn tập này là đạt loại giỏi. Quá trình chuẩn bị diễn tập, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện các nội dung sát thực tế, lên hành động của bộ đội trong thực hành chiến đấu qua các giai đoạn, kết hợp tốt giữa kỹ thuật, chiến thuật, giữa cá nhân với phân đội. Cuộc diễn tập năm 2013 của các đơn vị đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.